Anh sẽ đưa em về vùng quê hương. Anh nói giờ là vùng một cái vùng rất là lãng mạn. Lãng mạn hả? Nó ôm lại Lỡ anh Sơn té thì sao? Đà Lạt núi không mà anh Sơn té thì sao? Đang lãng mạn mẹ ơi. Một chiều mà xa xôi Đà Lạt nơi đó, chúng ta đã từng có những kỷ niệm với hương sân bá trước anh đã. Hồi xưa là mang về đi quay cùng với Hương Linh Sapa trước bên đài ở Đà Lạt của quý vị rất là mộng mơ. Phi Dung bị ma nhát. Ai đó mộng mơ? Phi Dung ngủ sao bị ma nhát khi xuống giường luôn quý vị. Cái bài kia lộn thì có luôn. Ok, quý vị, bài hát một sáng tác rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Lâm Phương, nhà phẩm Thành Vũ Buồn. Quý vị cùng lắng nghe xuống đây. Để sáng tôi cũng nghe một cái đi đầu nghe hát cái bài hồi xưa.